Thưa quý vị, trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ hôm 16 tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky một lần nữa kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine. Ông cũng đưa ra phương án thay thế trong trường hợp yêu cầu này không được thực hiện. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng nếu thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine là đòi hỏi quá nhiều, thì Ukraine sẽ đưa ra giải pháp thay thế. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng các máy bay mà Mỹ đã có sẵn cần phải ở trên bầu trời Ukraine, bảo vệ Ukraine khi Nga đang tiếp tục chiến dịch của mình. Tạo vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine để cứu người, hỏi như vậy có quá đáng không? Vùng cấm bay nhân đạo, một điều để Nga sẽ không thể khủng bố các thành phố tự do của chúng tôi. Nếu điều này là quá nhiều, chúng tôi cần được cung cấp một giải pháp thay thế. Bạn biết đấy, chúng ta cần loại hệ thống phòng thủ nào? S-300 và các hệ thống tương tự khác, chúng phụ thuộc bao nhiêu vào chiến trường và khả năng sử dụng máy bay, hàng không hùng mạnh, mạnh mẽ để bảo vệ người dân chúng ta, tự do của chúng ta, đất đai của chúng ta. Máy bay có thể giúp Ukraine, giúp đỡ châu Âu. Ông Zelensky cũng kêu gọi Mỹ hành động nhiều hơn trong thời điểm đen tối của Ukraine. Ông cho rằng các gói trừng phạt mới là cần thiết và cần được áp đặt liên tục cho đến khi bộ máy quân sự của Nga ngừng hoạt động. Tổng thống Zelensky gợi ý Mỹ nên trừng phạt tất cả các chính trị gia Nga, đồng thời nhấn mạnh cần phải có những thể chế mới và liên minh mới để ngăn chặn chiến tranh. Trước đó, ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ nước này khỏi các đợt không kích của Nga. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã thể hiện quan điểm rõ ràng và nhất quán rằng họ sẽ không cân nhắc phương án lập vùng cấm bay ở Ukraine vì lo ngại những hệ quả nguy hiểm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng có chung quan điểm, cho rằng thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine. Ukraine nêu lý do Zelensky không đề cập NATO trước Quốc hội Mỹ. Phó Thủ tướng Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky không nhắc tới NATO trước Quốc hội Mỹ vì điều này không cấp thiết với Kiev hiện nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16 tháng 3 đã có bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ, tiếp tục kêu gọi Washington cung cấp thêm vũ khí và áp đặt vùng cấm bay tại Ukraine để cứu giúp người dân. Tuy nhiên, trong 17 phút phát biểu, Zelensky không lần nào đề cập đến NATO, dù ông từng nhiều lần kêu gọi liên minh này áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn CNN từ một địa điểm bí mật tại Kiev ngày 16 tháng 3, Phó Thủ tướng Ukraine Oha Stefanisya cho hay lý do Tổng thống Zelensky không nhắc tới NATO khi phát biểu trước Quốc hội Mỹ là vì điều này không còn cần thiết. Tôi cho rằng NATO vào lúc này không cấp thiết như lập vùng cấm bay, cung cấp nhiều vũ khí hơn và tăng cường khả năng phòng thủ. Bà Stefanisya nói, về cơ bản, tình hình hiện nay không phải là vì chính trị mà vì sinh tồn của đất nước. Tổng thống Zelensky trước đó có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington hỗ trợ thêm máy bay và các hệ thống phòng không cho Kiev. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden và các đồng minh từ chối lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp giữa phương Tây với Nga. Nói về thực tế, chính phủ Ukraine đang phải làm việc dưới hầm ngầm. Bà cho hay giới lãnh đạo đất nước đang sát cánh với người dân và cùng chia sẻ nỗi đau mỗi khi có trẻ em và công dân Ukraine không qua khỏi. Stefanisya tin tưởng quân đội và sự đoàn kết, tinh thần kiên cường của người dân sẽ giúp Ukraine giành thắng lợi, nhưng nhấn mạnh giới lãnh đạo phương Tây có trách nhiệm cùng với Nga đưa ra các biện pháp đảm bảo an ninh để chấm dứt xung đột. Các biện pháp đảm bảo an ninh là rất cấp thiết với chúng tôi lúc này, bà nói. Điều chúng tôi muốn là được sống hòa bình trên quê hương theo thể chế dân chủ. Chúng tôi đã là một phần của chính trị châu Âu. Trong cuộc họp trực tuyến với giới chức quân đội hôm 15 tháng 3, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận Ukraine cần chấp nhận thực tế sẽ không được kết nạp vào NATO, bất chấp những tuyên bố chào đón của Liên minh. Ukraine không phải quốc gia thành viên NATO, chúng ta hiểu điều đó. Suốt nhiều năm qua, chúng ta luôn nghe rằng những cánh cửa rộng mở, nhưng cũng phải hiểu rằng Ukraine không thể gia nhập Liên minh, ông nói. Zelensky trước đó cho hay ông không còn quá mặn mà về giấc mơ gia nhập NATO sau khi nhận ra rằng NATO không sẵn sàng chấp nhận Ukraine. Ông cũng khẳng định Ukraine không muốn quỳ gối cầu xin trong nỗ lực gia nhập liên minh quân sự này. Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang tuần thứ ba. Thủ đô Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine tiếp tục hứng chịu pháo kích, trong khi Tổng thống Putin nói chiến dịch vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 3 triệu dân thường ở Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã di tản ra nước ngoài để tránh chiến sự. Sau lời kêu gọi của Zelensky, Tổng thống Biden hôm qua đã công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine, trong đó có máy bay không người lái và hệ thống phòng không nhằm giúp Kiev tiếp tục ngăn chặn các máy bay và trực thăng đang tấn công người dân của họ.
Giới quan sát đánh giá chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể dẫn đến sự thay đổi quan điểm của Mỹ về việc bảo vệ các đồng minh tại lục địa giả. Vào năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu hàng nghìn binh sĩ Mỹ rời Đức vì ông cho rằng Đức đóng góp không đủ cho vấn đề phòng thủ theo yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống Biden đã quyết định dừng việc rút quân, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của NATO, ngay cả khi ông xác định Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài đối với an ninh của Mỹ. Và tiếp đến, hành động quân sự của Nga tại Ukraine lại càng củng cố quyết tâm của Mỹ trong việc hỗ trợ phòng thủ cho NATO. Alexander Vespo, cựu đại sứ Mỹ tại Nga và cựu phó tổng thư ký NATO, cho biết khối này đang ở trong một kỷ nguyên đối đầu lâu dài với Nga. Ông cho rằng Mỹ cần phải hợp tác với các đồng minh NATO, tạo ra lập trường vững chắc để đối phó với Nga, đặc biệt là ở các nước Đông Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 15 tháng 3 đã bắt đầu chuyến công du châu Âu để dự cuộc tham vấn về tình hình Ukraine. Ông cũng sẽ thăm hai nước thành viên NATO ở Đông Âu là Slovakia và Bulgaria. Trước đó vào tháng 2, ông Austin đã đến thăm hai đồng minh khác ở sườn phía đông là Ba Lan và Litva sau cuộc họp của NATO. Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này sẽ thay đổi hoàn toàn lập trường an ninh ở châu Âu để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Theo ông, NATO cần phải thiết lập lại vị thế quân sự trước thực tế mới này. Trên bộ, NATO có thể triển khai thêm nhiều lực lượng ở phần phía đông của liên minh, đặt các lực lượng này trong trạng thái sẵn sàng và chuẩn bị nhiều trang thiết bị hơn. Ông nói thêm, NATO sẽ xem xét tăng triển khai lực lượng không quân và hải quân, tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không, tăng cường an ninh mạng và tổ chức nhiều cuộc tập trận hơn. Chỉ trong 2 tháng qua, sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại châu Âu đã tăng từ khoảng 80.000 đến 100.000 người. Tuy nhiên, các đợt triển khai bổ sung của Mỹ kể từ đầu năm đến nay chỉ mang tính chất tạm thời, vẫn chưa rõ họ sẽ ở lại châu Âu trong bao lâu. Các lực lượng này bao gồm một lữ đoàn thiết giáp của Sư đoàn Bộ binh 1, với khoảng 4.000 binh sĩ đồn trú tại Đức và một lữ đoàn bộ binh của Sư đoàn Dù 82 có quy mô tương tự đồn trú ở Ba Lan. Mỹ cũng điều nhiều đơn vị lục quân đến Ba Lan và Đức, triển khai máy bay chiến đấu F-35A đến sườn phía đông NATO và trực thăng tấn công Apache đến các nước Baltic. Một bản đánh giá mới được công bố trong thời gian gần đây của Lầu Năm Góc cho biết việc bố trí các lực lượng Mỹ với mức độ lớn như vậy ở châu Âu là điều phù hợp, nhưng trong phiên điều trần tại một ủy ban hạ viện, bà Mara Karin, một quan chức cấp cao phụ trách chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng kết luận này sẽ được xem xét lại. Cuộc xung đột Ukraine không chỉ khiến Mỹ mà cả một số đồng minh châu Âu của nước này, chẳng hạn như Đức, đã suy nghĩ lại về nhu cầu phòng thủ trong khu vực. Ngoài việc phá vỡ chính sách truyền thống là không cung cấp vũ khí cho các bên xung đột, Berlin cũng cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Một số nhà phân tích cho rằng nếu Nga giành quyền kiểm soát Kiev, nước này có thể lập nên một chính phủ thân Nga tại Ukraine, đồng thời triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO để hỗ trợ chính phủ mới này. Điều đó sẽ tạo nên tiền đề cho Nga thiết lập một liên minh ba bên gồm Nga, Belarus và Ukraine nhằm định hình lại cấu trúc an ninh của châu Âu đang bị Mỹ và NATO chi phối.